trong công ty vận tải chi phí trực tiếp đó chắc chắn là dầu DO rồi, là đúng. Vâng. Nhưng ý nghĩa của nội dung chi phí trực tiếp là như sau. Vâng. Về cái phần hạch toán của mình ý, các cái chứng từ như em đã định khoản vào 154, đúng không nào? Vâng. Theo thông tư 133 thì điều kiện cần của nó là phải có khoản mục chi phí, đúng vâng. không? Đồng thời phải là công trình nữa. Nếu vâng. nếu như em chỉ chọn ở đây dầu DO mà em chỉ chọn vâng. khoản mục chi phí mà em không chọn công trình thì nó cũng không vâng. phải là chi phí trực vâng. tiếp đâu, mà nó lại là chi vâng. phí gián tiếp. Như vậy vâng. không hẳn là tiền dầu DO ấy mới vâng. là chi phí trực tiếp, mà có thể tiền lương hay là các cái chi phí khác mà em đều chọn khoản mục chi phí và đều chọn cả công trình ấy thì được vâng. gọi là chi phí trực tiếp, được chưa? Vâng. Rồi ạ. Như thế là kỹ đúng không? Vâng. Hiểu rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Ok, đóng. Đóng xong thì ta đến cái bước phân bổ chi phí. Vâng. Phân bổ chi phí. Vậy những phi chi phí chung chung ấy như tiền lương. Vâng. Đúng không? Thì mình mới phân vâng. bổ. Thì ở đây lại xuất hiện tiếp một cái phần, đó là chi phí nguyên vật liệu. Thì chị không vâng. hiểu nó là cái gì. Chị bấm xem kiểm tra. Vâng. À, vẫn là dầu nhưng mà lại sót dòng, thấy chưa? Vâng. Thì cái này chị nghĩ là em sai, đúng không? Vâng, vâng. Em thế thì bây giờ lại quay ra tìm lỗi sai nhá. Dừng vâng. ở đây để quay ra tìm lỗi sai trong vấn đề vâng. thiếu vâng. mã vâng. công trình một cách nhanh nhất có thể. Vâng. Kỹ năng vâng. này. Thực ra ấy, đối với phân bổ vâng. chung thì không chỉ có phần nguyên vật liệu đâu. Mà vâng. nó phải có tiền lương, chứ còn nguyên vật liệu thì đã phải đẩy đúng vào rồi. Theo định mức chị dạy rồi, đúng không? Vâng, vâng ạ. À, thế thì đây là chỉ có tiền lương và tiền phân bổ tài sản cố định là xe ô tô ấy, các cái đầu vâng. xe ấy, và công cụ dụng cụ thôi, chứ đến đây mà thấy nguyên vật liệu là sai. Đúng vâng. không em? Rồi bây giờ vâng, vâng. bởi vì cái này chi phí của em chưa có. Vâng. Vì chị chưa hệ lương ấy, tí nữa chị sẽ vâng. cho một bút toán lương vào đây, em sẽ hiểu phân bổ chi phí là gì. Đến phần vâng. phân bổ chi phí chung thì em ghi này. À, các khoản chi phí chung ấy được phân vâng. bổ trong công ty vận tải bao gồm tiền lương của lái xe, phụ xe cộng với lại tiền phân bổ công cụ dụng cụ. Rồi ạ. Phải này, tiền chi phí khấu hao tài sản cố định. Rồi. Tiền một số các loại chi phí khác ấy, vâng. mở ngoài. Vâng. Vâng. Hay gọi là chi phí mua ngoài, ký hiệu là sản xuất chung chấm MN ấy. Vâng. Trong sai vâng. nhá. Vâng. Như là vẽ cầu đường. Các cái chi vâng. phí bảo hiểm xe này. Mình không biết được của xe nào thì mình có thể phân bổ chung được. Rồi vâng. ok. Và đi đến phần này này, bấm chữ đồng ý. Nếu như nhìn ở tiêu đề là khoản mục chi phí ấy, nguyên vật vâng. xuất hiện là nguyên vật liệu trực tiếp thì chứng tỏ là vâng. đang thiếu vâng. nhá. Vâng, đang thiếu cái khoản mục chi phí ở phần định mức dầu. Em ghi vâng. này. Bấm hủy bỏ này. Để mà kiểm tra được mình làm nhanh nhất, có hệ thống nhất ấy. Bằng cách vào báo cáo vâng. à, rồi báo cáo. Click vào báo cáo tài chính. Mở bảng cân đối tài khoản ra. Chọn năm nay. Bậc tài khoản tất nhiên chị chọn bậc 3, hiện thị số dư hai bên. Thực ra mà vâng. khi mà kiểm tra cái tài khoản 154, thực chất chị không cần bấm hiện thị số dư hai bên ấy. Nhưng vâng. mà chị dạy cho học viên để học viên quen một thói quen ấy, là vâng. luôn phải bấm vào hiện thị số dư hai bên. Số. Nếu không thì sau này lại lên báo cáo tài chính sẽ bị sai. Vâng. Đến đây, ta sẽ bấm vâng. vào tài khoản 154. Thế nhưng vâng. mà chị hỏi nhá. Vâng. Cái năm 2020 này này, cái số vâng. dư đầu kỳ của em ấy, nó đang bị làm vâng. sao đấy? Ừ. Em chưa nhập số dư đầu kỳ. Thế chị xem lại. Vâng. Đây nhá, em nhìn này. Năm nay này, mùng 1 tháng 1 năm vâng. 2020 này, chưa đến vâng. 31 tháng 12 năm 2020 này. Vâng. Bậc 3 này. Hiện thị số vâng. dư hai bên đồng ý, có nghĩa là chị chọn thì không hề sai. Vâng. Đúng không? Nếu như giả sử chị chọn tháng 12 cơ, vâng. hay là lớn hơn tháng 1 cơ, thì vâng. nó dẫn đến là có số dư đầu kỳ ở đây. Vâng. Thế còn chị đã chọn năm 2020 thì chắc chắn là số dư đầu kỳ này, một là cái dữ liệu này em tách từ một dữ liệu vâng. khác ra. Hai là em đăng nhập số dư đầu kỳ của em bị sai. Được chưa? Vâng. Thế số dư đầu kỳ chị thấy này, 154 dở dang đang rất là lớn. Nhá. Chị ơi, phần... khoan, em nói tại vì đang làm dở dang của 2019 ý, thì dừng lại à. Nên em bảo thôi em cứ làm 2020 trước đi, xong rồi, rồi. Em lại làm vâng. Rồi ok, vậy thì bây giờ vâng. khi mà làm coi như chưa có số dư đầu kỳ, tí nữa chị vâng. sẽ phải tách cái data này ra cho em. Dạ vâng. Còn vâng. bây giờ mình sẽ phải làm thế nào kết thúc được trong cái tháng này của em là 1.240 này. Vâng. Còn vâng. doanh thu vâng. của em là 2.643 này, đúng không? Vâng, vâng. Ok, vậy bây giờ mình sẽ bấm vào tài khoản 154. Hiểu vâng. chưa? Vâng. Vâng. Bấm vào tài khoản 154 này thì em sẽ phải làm thế nào để đưa ra được cái khoản mục chi phí để mình lọc,
đúng không em? Vâng, vâng. Thế thì trong phần ban đầu của phần mềm Misa thì nó sẽ không có cái yêu cầu này, mà bắt buộc mình phải chủ động lấy nó lên. Vâng. Bằng cách này, phải chuột. Phải chuột. Đúng rồi. Sửa mẫu. Thấy chưa? Sửa mẫu rồi. Bấm phải chuột sửa mẫu này. Rất đơn giản thôi, ở tên cột này này. Vâng. Chị sẽ đánh chữ phí một cái. Hoặc là khoảng. Đây, lọc một cái từ của nó ấy, mã khoản mục chi phí đây. Đúng không? Chị cắt nó lên. Rồi, khi nó xuất hiện cái mã khoản mục chi phí ở đây. Đúng không nào? Vâng. Ừ, thì chị chỉ cần lọc một cái trống. Tuy nhiên là cái trống trong phí một này của em này là hoàn toàn đầy đủ. Đấy chưa? Vâng. Cả năm 2020 là hoàn toàn đầy đủ. Vậy bây giờ đi quay lại kiểm tra xem nào. Bấm chữ nạp này. 641. Dạ. Lý do ở đây là của năm 19 chứ không phải của năm 2020. Đúng rồi ạ, vâng. Thế bây giờ đành bắt buộc phải làm một cái động tác như thế này thôi. Đó là tách cơ sở dữ liệu này ra ngoài. Vâng. Một là như thế cơ đã. Hai là em hiểu là cái phần nguyên vật liệu này ấy, ta sẽ bỏ qua. Vâng. Ta sẽ không phân bổ nó. Em hiểu chưa? Có nghĩa là số kỳ lân bổ phần này chỉ phải để bằng 0. Hiểu chưa? Không phân bổ. Bởi vì cái này nó liên quan đến cái data của năm 2019. Chuyển sang đây ấy. Tí nữa thì chị sẽ tách cho em cơ sở sau. Nghe chưa? Bây giờ chị sẽ lấy một ví dụ tiền lương. Này, vào chứng từ nghĩa vụ khác nhá. Đây. Ở đây là lương này, lái xe. Ví dụ như thế, định khoản nợ 44 có 334. Số tiền 10 triệu đồng. Tí nữa em phải lập bảng lương ra nhá. Còn bây giờ chị cho để em hiểu bản chất ở chỗ tính giá thành thế nào. Nhân công trực tiếp. Đấy đây rõ chưa? Rồi ạ. Ok. Bây giờ chị quay lại chỗ giá thành. Công trình. Phân bổ chi phí. Tất nhiên là không phải chi phí cứ lên là bắt buộc mình phải phân bổ tại kỳ này. Vâng. Đúng không? Chỗ này chị không phân bổ, chị đánh bằng 0. Chị chỉ để 10 triệu cổ tiền nhân công thôi. Nhân công. Đúng không? Vâng. Thế thì ở đây tiêu thức phân bổ chọn doanh thu. Nghe chưa? Vâng. Ghi cho chị này, đến phần này chú ý. Đó là cái dữ liệu này nó liền mạch từ năm 19 sang 2020. Mà năm 2019 lại chưa kết chuyển đấy, chưa nghiệm thu hết đấy. Cho nên nó sẽ bị đưa sang 2020. Đúng chưa? Mình sẽ điền số 0 vào đây để không phân bổ trong năm 2020 được. Đúng chưa? Thế còn cái dòng nào mà liên quan đến việc phân bổ chi phí của kỳ này thì em phải để tỷ lệ phân bổ là 100%. Đúng không? Rồi ạ. Thế sau đó mình sẽ bấm chữ phân bổ này. Đúng chưa? Như vậy tóm lại là ở kỳ mà quý 1 ấy, 2020 này này, nó chỉ có những con xe này, 2 3 4 4 xe. 5 6 7 8 xe đúng không? Vâng. Cất đúng 8 xe. Đấy. Và bước tiếp theo đó là bấm chữ nghiệm thu. Phải không nào? Vâng. Nghiệm thu là gì? Nghiệm thu theo thông tư 133 hay thông tư 200 đều có định khoản nợ 632 trên 154. Vâng. Đúng không? Đúng ạ. Nhưng đối với thông tư 200 thì ở trên phần mềm kế toán nó sẽ có thêm một bước nữa. Đó là giữa phần phân bổ và nghiệm thu nó sẽ có một bước kết chuyển chi phí. Đúng không? Vâng. Là nợ 154 có 621, có 622, có 627. Vâng. Đúng không nào? Nhưng em dùng thông tư 133, tất cả đều được định khoản qua 154 hết. Thì phần mềm sẽ không có bước kết chuyển ở đây nhá. Đấy, để kiểm chứng cái bài giảng của chị, em có thể tạo ra một cái thông tư 200 sau này rảnh ấy. Em sẽ nhìn và xem, đây sẽ có một bước kết chuyển. Đến đây ta bấm chữ nghiệm thu. Thêm luôn. Mục đích của nghiệm thu là để tính giá vốn của từng chuyến hàng ấy, theo từng xe. Còn của bản thân em là em chọn xe rồi. Bấm chữ lấy dữ liệu lên. Thì ở đây nha, nó sẽ có này, doanh thu là 608, giá vốn là 342. Tất nhiên ở đây mới chỉ có nguyên vật liệu thôi. Nhưng mà chị hỏi em này, những cái chuyến này này là gì đấy nhỉ? Tại sao không phát hiện xuất hiện doanh thu? Những cái chuyến này có phải em bỏ đi rồi không? Vâng. Như vậy thì trong quá trình dầu đeo em đẩy vào ấy, cho những cái chuyến này 2728 này này, em vẫn có đấy, bởi vì doanh thu không có để này. Em kiểm tra lên. Vâng. Đúng rồi. Doanh thu không có nhưng chi phí của em thì vẫn có. Khả năng là của 2019 nó nhảy vào hay sao chị ạ?
Tại vì lúc trước là em không chọn tên công mã công trình ý. Về sau chị bảo em sửa. Rồi tí nữa kiểm tra lại khả năng chị cũng đang nghi ngờ là khả năng của 2019 chạy sang nó đang bị tí nhau nữa ấy. Ta sẽ tách đi dữ liệu một cái nó sẽ hết cái hiện tượng này. Nhưng đến đây tạm thời hiểu như vậy nhá. Vậy ở đây ví dụ như sử như tất cả đều có doanh thu giá vốn là đúng. Thực tế đây là do năm 2019 của mình bị nhảy sang. Nhưng mà nếu có hiện tượng có giá vốn mà không có doanh thu thì lại đi kiểm soát một vấn đề khác. Nghe nha, em ghi này. Đến phần nghiệm thu, những chuyến nào có doanh thu có giá vốn là bài toán chi phí của mình là tất nhiên là nó mình sẽ phải căn chỉnh, nhưng ít nhất thì nó lên đấy là đúng. Nghe chưa? Em ghi đi. Nhưng những chuyến xe nào mà thực sự phát sinh trong năm tài chính mà chi phí có mà doanh thu không có, em ghi, chứng tỏ một điều là trong quá trình em hạch toán doanh thu bán ra thiếu bên phần thống kê. Và thế là em hiểu đúng không? Rồi ạ. Rồi, bởi vì em đã học một quá trình từ đầu chị nói thì em sẽ chắc chắn là sẽ nhớ lại. Nếu như vậy thì trên thực tế thì em chỉ cần đơn giản thôi, đó là em vào cái chỗ báo cáo chi tiết của bán hàng ấy, em cũng phải chuột chọn sửa mẫu, em lôi cái phần thống kê lên. Là em thấy cái chỗ nào bị trống ấy thì em bổ sung cái mã công trình ở bên phần thống kê của phần bán hàng dịch vụ ấy, em đẩy nó lên. Thì tất nhiên em vào chỗ nghiệm thu này ấy, khi đó em phải xóa hết toàn bộ kỳ tính giá thành, tính lại giá thành ấy, nghe chưa, thì nó sẽ lên. Đến đây bấm chữ đồng ý cho chị cái đã. Tuy nhiên đối với những trường hợp này này mình sẽ xóa đi, hiểu chưa em? Thực ra của em là có 8 cái xe ấy thì nó lên đủ rồi thôi, ta chỉ ghi nhận là từng đấy thôi. Đồng ý. Thì phần nghiệm thu công trình này nó sẽ định có định khoản nợ 632/154. Vì công ty của em nó chỉ có một mảng vận tải duy nhất thôi, cho nên 632 của chị ấy không tách chi tiết ra. Em hiểu không? Có nhiều công ty lại vừa có cho thuê này, vừa có cả các nâng hạ này. Vì nâng hạ nữa thì chị sẽ hướng dẫn cho bạn tách cái 632 chi tiết ra. Nhưng của em thì chỉ có một, cho nên là mình để 632/154 là được rồi. Hiểu chưa? Đến đây phần mềm sẽ hỏi là em có cần khoản mục chi phí không? Không cần nữa. Tại vì đến đây ấy, phần mềm cứ hiểu là 154 là phải hỏi khoản mục chi phí. Nhưng đến đây là phần kết thúc của vấn đề rồi, ta không cần nữa. Em hiểu chưa? Rồi, như vậy đóng lại. Đóng lại xong vào báo cáo. Mở bảng cân đối tài chính ra. Chọn cho chị quý 1 năm 2021. Đồng ý. Em hiểu chưa? Như vậy này, của em là 212 nhưng mới chỉ nghiệm thu được có 176 thôi. Nha. Thì ở trong quá trình tính giá thành của cái này ấy, vẫn chưa tính được hết vào trong giá vốn đâu. Tí nữa ta lại phải đi tìm nguyên nhân đấy. Tại sao? Thế thì ở đây vẫn còn dư mấy chục triệu nữa. Đấy, hiểu chưa? Trong khi đó phân tích này, 511 của cái quý 1 là 817 nhá. Mà nếu giá vốn của em mới được có, giả sử như bổ hết đi, cũng chỉ được có 212 triệu thôi. Thì cái tiền chi phí của em thiếu cực kỳ nhiều luôn. Được chưa? Đấy, tiền lương của em thiếu cực kỳ nhiều luôn. Yeah. Mà cái này thì thực ra do em ấy đang làm lại cái báo cáo tài chính 2019 ấy, thì không biết là liệu rằng cái 2019 có đẩy được chi phí của 2019 sang 2020 ấy. Với lại em cũng chưa tính toán đến cái phần khấu hao tài sản cố định. Ở đây chị bảng cân đối của em chị chả hề thấy một tí nào gọi là tài sản cố định liên quan tới cả. Tại vì em chưa nhập cái gì vào luôn. Có nghĩa là tại vì em lười mà không nhập vào. Phải bên này nó phát sinh mất công việc luôn ý. Hàng ngày á, nó phát sinh tại vì thực tế là cả công ty chỉ có mỗi mình em làm thôi ấy. Chứ là giải quyết những cái hiện tại của một ngày nó quá nhiều thời gian luôn ý. Chị vẫn hiểu nhưng mà cố gắng, bởi vì bây giờ nhá, mình phải có một cái lộ trình ấy. Vâng. Chứ đấy là vì học online ấy, đúng không? Chị cứ bảo lưu suốt khóa học cho em, chứ nếu không học offline thì thôi em khỏi học luôn, đúng không? Đó. Chắc là mình cố gắng thôi. Thế bây giờ chị phân tích vấn đề ở đây là doanh nghiệp của em thiếu chi phí rất nhiều. Và như thế em phải lấy thêm chi phí của tiền lương vào đi. Còn về phần hồ sơ thì chị sẽ hướng dẫn thêm. Nghe chưa? Bây giờ nhá, quy trình tính giá thành là như thế. Chị sẽ quay lại ấy, chị hướng dẫn ngược lại vấn đề nhá. Bây giờ quay vào phần giá thành đây. Này. Chị sẽ bấm vào chữ nghiệm thu đây. Nhá. Chị sẽ bỏ ghi này. Với giá thành đi con đường xuôi khi tính, đúng không nào? Thì tính quý 1 là xác định kỳ, 2 là tập hợp chi phí, 3 là phân bổ, 4 là nghiệm thu. Đúng không nào? Còn khi xóa
em chị không xóa nghiệm thu mà chị xóa kỳ không bao giờ xóa được, nghe chưa? Cho nên chị bắt buộc chị phải xóa ngược, là xóa khi xóa em ghi, khi làm thì sẽ xác định kỳ này, tập hợp này, phân bổ nghiệm thu, có đúng bốn bước không? Nhưng khi xóa thì em chỉ cần xóa nghiệm thu rồi đến xóa kỳ. Có bạn hỏi chị là bạn xóa ngược thì xóa nghiệm thu để đến xóa phân bổ để đến xóa tập hợp chị này không? Bởi vì thực ra hai bước này chỉ là hai bước xử lý công việc thôi, nghe chưa? Bây giờ chị bấm vào nghiệm thu xóa. Xóa xong rồi em quay ra ở đây, em phải chuột đấy, xác định thứ tính nhà thành, em xóa đi. Chị nói thế này này, bây giờ ấy em mà xử lý cả năm 19 và năm 20 ấy là sẽ không kịp đâu, nên là thôi em cứ làm cho chị ấy hòm hòm ở năm 2020 ấy để em nộp báo cáo tài chính cái đã. Và chị cũng không muốn tách cái dữ liệu này ra nữa để nộp kịp 2020. Thế sau khi em nộp kịp 2020 rồi, quay ra em lại làm hoàn chỉnh năm 2019, sau đó em lại chỉnh sửa một chút năm 2020 của em ấy để đẩy lại báo cáo tài chính ấy và in sổ sách trên cái dữ liệu này luôn. Thế ok, bây giờ ngồi làm quen cái quy trình đấy. Nói chung là về tinh thần nhét dầu ấy, đưa dầu vào các quý ấy, thì em cứ cân hết cho chị cả 4 quý luôn đi nhá. Rồi, bây giờ em sẽ làm hết, em mới thử mới làm dầu vào quý 1 đúng không? Bây giờ làm hết các quý này. Đúng rồi, làm dầu hết các quý. Nhưng mà chị bảo thế này nữa này, đấy là một cách, cách thứ hai nhá, theo chị nữa. Kiểu gì mà chị tách cho em cái data này ra khỏi cái data 2019 ấy, thì sau này bản thân em lại cứ vất vả, lại quay lại cái năm 19 ấy. Năm 19 xong lại phải đưa số dư lên chi tiết ấy, trên 20. Có nghĩa nó sẽ là 2 năm độc lập. 2 năm độc lập đó thì tí nữa cái năm 19 là chi phí của năm 19 cũng phải gói gọn trong năm 19. Nếu 2 năm độc lập thì chi phí năm nào đổ vào năm đấy ấy, chứ nó không nên để các cái chi phí tồn kho hay là gì nữa. Thì tí nữa công việc của em nó sẽ nhàn. Còn nếu tách ra thì em làm xong cái 2019 em gái, quay ra em lại vào cái dữ liệu của 2020 ấy. Nhập nào là chi tiết công cụ này, nào là chi tiết tài sản này, nói chung là phải vào hết tất cả những chi phí đầu kỳ ấy, nó sẽ lâu. Thì bây giờ theo chị em vẫn phải làm cái năm 19. Còn năm 2020 này đến không kịp nữa, thì đến 30 tháng 3 này em sẽ nộp tạm một cái báo cáo tài chính ấy nhá. Cân cho chị doanh thu ấy, giá vốn, tiền lương. Nhưng mà ý của chị là tiền lương của nó em cũng phải cân đúng. Em cân đúng thế thôi. Chị sẽ tách cái dữ liệu này ra em cho em năm 2020 ấy, để em phải hoàn chỉnh 2020 nhá. Sau đó em tự hoàn chỉnh 2019, được chưa? Còn cái việc nhập lên cái đầu số dư đầu kỳ đấy thì chị sẽ dạy cho em nhá. Ok, bây giờ chị sẽ tách nhá. Tách cho em 2020 rồi. Vào tệp này. Đóng dữ liệu kế toán này. Rồi. Bây giờ học tiếp cái cách là tách một dữ liệu tổng hợp từ một dữ liệu chung. Thì vào tệp. Tạo mới dữ liệu từ năm trước. Bấm vào tiếp tệp. Theo. Bấm tiếp theo, bấm chọn cái dữ liệu mà mình cần tạo. Thì ở đây là cái 2019 ok đúng không? Hay là cái nào nhỉ? Ok ạ. Tuy nhiên là ở đây chị sẽ copy cái đã, Ctrl C ấy. Tí nữa chị khỏi đánh. Bấm tiếp theo. Ctrl C này. Tiếp theo này. Ctrl V này. Chị sẽ điền ở đây là 20. Đấy. Nhiều thứ phải học đúng không? Đây, chị sửa là 20. Nếu như có bạn á, cứ theo phần mềm ấy là cho 21 là không đúng. Vì mình đang cần 20 thôi. Đúng không? Rồi, sau đó bấm thực hiện. À đây chị sẽ ghi một chữ tách vào đây. Nha. Tách. Đó, thực hiện. Đấy. Thói quen của chị khi chị tách dữ liệu thì chị sẽ ký hiệu chữ tách. Thế thôi, nó xong một cái rồi thì em đăng nhập vào cái tách này để em làm. Xử lý đi nhá. À mà nhưng mà từ từ để chị xử lý xong cái này cho em rồi là em tự làm. Rồi, để chị tắt Zalo đi, xong rồi chị thực hiện xong thì thế mà vào mà làm nhá.